Hey, chào cả nhà. Cả nhà buổi sáng nhiều năng lượng nhé. Phần nội dung tiếp theo thì đội sự kiện có chuẩn bị một số các cái nội dung trò chơi hay là game để sẽ dùng trong chương trình sắp tới khi lên trường. Thì mục đích của cái việc chia sẻ lại với anh chị em như mình này là chúng ta sẽ hiểu là có những cái nội dung một game gì, trò chơi gì. Và xong sau đó thì có thể một là chúng ta phối hợp cùng nhau thì tổ chức các cái nội dung đó cho các con thì mình biết là mình sẽ chơi gì, mình chủ động hơn. Hai nữa là mình biết phải phối hợp với nhau như thế nào trong quá trình làm. Và ba nữa là mình cũng có một số các cái vốn sẵn có của nhà. Thì nếu trong trường hợp cần phải xử lý, cần phải ứng biến thì anh chị em chúng ta ai cũng là người có thể có sẵn một số công cụ để chúng ta khuấy động với các bạn, hoặc là trong trường hợp bất đắc dĩ nhất là vào lớp ấy, thì mỗi chúng ta sẽ là một người chia sẻ truyền cảm hứng cho các bạn ở trong đó. Thì phần hôm tới ấy, sẽ có hai nội dung, một nội dung online, một nội dung offline. Thì team sự kiện có chuẩn bị một số cái trò chơi, Đông sẽ chia sẻ cùng cả nhà mình ngay sau đây. Và bây giờ mình sẽ chia sẻ màn hình để mọi người dễ quan sát nhé. Rồi. Đây cả nhà ơi. Phần đầu tiên là phần online trước. Thì có một số thì cũng không phải, có một trò thôi. Một trò là sẽ sử dụng trên online. Đó là cái trò game đuổi hình bắt chữ. Thì team cũng đã chuẩn bị hình ảnh và chuyển nó vào slide, và đây là cái bộ công cụ mang đi kèm nếu trong trường hợp nào đó mà chúng ta tổ chức ấy, thì cơ bản như sau: mình sẽ cung cấp chiếu hình ảnh này lên và sau đó đặt câu hỏi cho các thành viên, có thể là các bạn học sinh nhé, và mình sẽ dẫn dắt. Đây là trò đuổi hình bắt chữ này, và bây giờ nhiệm vụ của các bạn là nhìn hình và đoán chữ, đưa ra đáp án được nhanh nhất. Và trong online thì các bạn ấy sẽ làm nhiệm vụ là chat trên ô chat thôi. Còn việc của chúng ta là cung cấp hình ảnh và sau đó đặt công cụ là thời gian đếm ngược. Hết thời gian thì chúng ta sẽ dừng. Đó. Và kết thúc mỗi cái hình ảnh trên màn hình thì sẽ có một phần phần đã chuẩn bị sẵn này. Cái này sẽ trình chiếu thì nó sẽ dễ hơn. Đây, đây là phần tặng quà cho các bạn thôi. Đó, kết thúc thì một cái hình, chọn được người trả lời đúng, sau đó sẽ có một phần quà cho các bạn trả lời đúng, rồi lại tiếp tục chuyển sang hình ảnh tiếp theo, đặt câu hỏi, đồng hồ sẽ chạy ngược, các bạn tương tác trả lời. Rồi sẽ có phần quà tiếp theo. Đó. Ok. Đấy là xong một cái phần online thì có vậy thôi. Và nếu nếu có thì phần còn lại là MC sẽ tương tác và đặt câu hỏi trực tiếp với các bạn. Thì đó là nội dung một. Cả nhà bây giờ thì nếu mọi người nắm được ấy, tại vì Đông đang chia sẻ màn hình, mọi người có thể thả cái tim hoặc cái reaction lên trên màn hình để Đông biết. Click qua bài trò chơi nhé. Thì nó cũng có khoảng gần chục trò nên là mình sẽ đi thứ tự lượt như thế. Đó. Bộ trò chơi thì cái phần hình ảnh này là cái phần sử dụng cho các bạn học sinh cấp 3 có một bộ và học sinh cấp 1 có một bộ. Đó. Xong nhé cả nhà. Online nó chỉ có vậy thôi. Vì là tương tác trên. Đó. Một phần nữa. Đây, cái công cụ này nó khá phổ thông và dễ. Thì Đông có chuẩn bị một số lượng câu hỏi, chắc có khoảng 30 câu, 30
30 câu này là những câu hỏi vui mà đố vui trả lời nhanh thôi. Thì cái này là cái phổ thông mà mình có thể găm sẵn ở đó. Nếu trong trường hợp cần phải quấy lên thì có. Đó. À, trên đây có những câu đố đấy. Nó ngắn gọn và yêu cầu là trả lời cũng nhanh, nhưng phần nhiều nó là mang tính chất vui vẻ hài hước thôi. Số gì nhân với 1 bằng âm 1? Kiến thức toán học nhé. Con gì sinh ra đạo đức đã không tốt? Này là liên quan đến đạo đức này. Ước mơ của gấu trúc là gì? Đó. Thì bạn không thể trả lời là vâng. Câu nào mà không ai có thể trả lời là vâng? Đáp án mày chết rồi hả? Ok. Bên đây nữa. Làm thế nào con cua được luộc chín chân? À, được chín chân thì đáp án là luộc, kiểu kiểu vậy. Ok, công cụ thứ hai, mọi người nắm được phần này chưa? Một bộ câu hỏi nhé, mọi người có thể thả tim nếu mà ok xong phần đó. Vui rồi. Tiếp theo trên đây là một số các cái trò chơi. Trò chơi thì phần đầu tiên này, cái trò này rất phổ thông để thay đổi trạng thái cho các bạn học sinh. Ví dụ trong sân trường lúc bắt đầu mới tới chẳng hạn, hoặc là bắt đầu vào phần phần độ đấy, thì các bạn học sinh có thể đã ngồi lâu một chỗ hoặc là chưa thân chưa quen lắm, thì mình có thể sử dụng cái trò này. Mục đích là cái dành trí nhớ là không phải rồi. Mình sẽ viết lại. Khuấy động thay đổi trạng thái cho các bạn thôi nhé. Số lượng thì 30 người trở lên này. Địa điểm thì trong phòng cũng được, ngoài sân cũng được. Ngoài sân thì sẽ vui hơn. Thì cách chơi như sau. Đầu tiên thì chúng ta có thể xuất hiện trước các bạn đó, chào chào hỏi một câu và đặt một hai câu gì đó để khuấy động lên. Rồi thì có thể yêu cầu các bạn là cho mình thấy tay của các bạn bằng cái câu hô lên là tay đâu này. Rồi thì tay tay phải của các bạn đâu, các bạn giơ tay phải này, tay trái của các bạn đâu, các bạn giơ tay trái này. Rồi bây giờ hai tay của chúng ta cùng đặt lên vai của người đằng trước đó. Sau khi đặt lên vai rồi thì chúng ta có thể có khẩu khẩu lệnh. Rồi sau chúng ta đã được ngồi ngồi một khoảng lâu và chắc các bạn cũng mệt mỏi, chúng ta sẽ cùng thay đổi trạng thái để có một tâm thế tốt nhất, có một cái sự tập trung cao nhất cho những hoạt động rất hấp dẫn đằng sau. Mình có thể dẫn lời tùy vào hoàn cảnh làm sao cho các bạn ý háo hứng. Rồi thì mình có những cái khẩu lệnh như là yêu cầu để các bạn ý bắt đầu thực hiện này, thì mình hô đấm nhẹ nhẹ là đấm nhẹ nhẹ từ trên xuống dưới, thì các bạn làm theo mình là đấm nhẹ từ trên xuống dưới này, sau lại đấm nhẹ nhẹ từ dưới lên trên. Ok, bạn làm theo. Rồi mình có thể thay đổi cái mức độ bằng việc là nào nhanh hơn một chút, mạnh hơn. Ok, và khẩu lệnh tương tự mình cũng ghi này. Tiếp theo sau lệnh, sau một lát đấm thì mình sẽ chuyển sang những cái cách khác tương tự là vỗ, vỗ vào lưng này, vỗ vào vai này, rồi chuyển sang là bóp vai. Thì bóp vai thì mình sẽ bóp nhẹ nhẹ rồi mạnh hơn, bóp sang hai bên nào. Đó. Và trong quá trình đó thì mình thêm cái phần tương tác cho các bạn ý là thoải mái không. Cái thoải mái khi mình bóp vai mình bảo thoải mái thoải mái thoải mái. Đó. Hay là sung sướng sung sướng sung sướng, thì khi mình có những cái khẩu lệnh đó các bạn ấy sẽ hô theo mình, các bạn cùng hô vừa thực hiện động tác đó. Thì cơ bản là ai trong chúng ta cũng vậy, được bóp lưng bóp vai và đấm bóp cho là cảm thấy phê rồi đó. Rồi thì khi đó thì mình hỏi vui các bạn ấy, hỏi đồng đội của mình đã thấy sướng chưa đó. Đấy. Nếu mà chưa sướng thì mình bảo đấm sâu xuống cho nó sướng, kiểu kiểu như vậy. Những câu tương tác vui như vậy để cho các bạn ấy thực hiện đồng loạt. Rồi thì có một cái ý, sau khi các bạn ấy thực hiện xong một lượt nhanh khoảng 2-3 phút, mình có thể cho tất cả các bạn ấy đằng sau quay. Nói vui ở chỗ này tức là để cho nhân quả vận hành, thì mình nhắc là cái gì mình cho đi cũng sẽ là cái mình nhận lại. Lấy mình chăm sóc các bạn mình thì bây giờ mình sẽ được yêu thương trở lại, thì các bạn đằng sau và mình lặp lại cái trò chơi đó. Đó thì
phần trò chơi một là như vậy, để chúng ta có thể thay đổi cái không khí, các bạn đi vui lên phá băng lúc đầu đấy. Xong nhá, trò này có như vậy thôi. Thì mọi người có ai thấy khó hiểu gì thì chúng ta sẽ hỏi luôn vậy, hôm lát nó nhiều trò quá lại không nhớ trò gì, dừng lại một chút để tương tác cùng cả nhà xem nào. Ok, mọi người có thấy khó không? À, ai đó có thể trả lời được không? Không ạ, à, những cái này mình dùng offline thôi đúng không? Cái này cái này mình dùng để offline thôi anh nhỉ, chứ Đúng còn rồi. online cái này không làm được. Online thì không, online thì chỉ tương tác và cái hành động mà các bạn làm ở trên online chắc theo Tự kinh bóp nghiệm cho anh mình làm ấy thì chỉ có tự bóp cho mình à, tự bóp cho hoặc mình. là trên online thì có những hoạt động chắc phải phải nghĩ thêm, tức là phần phần online thì anh em sự kiện chưa chưa phát ra được thêm. Sẽ nghĩ thêm Đến để chỗ bổ sung vậy, này nếu có gì thì nhắn tin cho các bạn, tại vì trên online thì chỉ có hô hào tương tác chat lên khung chat hoặc là một vài động tác đơn giản. Cái này thì có phần của thầy Đức ở trên online cũng có yoga cười ấy, thì thôi dựa dựa dẫm thầy Đức tí, tại vì qua cái màn hình đó. Tiếp nhá, em nghĩ cái phần xong đánh bắt chữ này, cái phần đấy mình có thể thêm cái phần một đoạn đằng sau, tức là mình sẽ gộp tất cả những bạn một tên Anh, một tên Dũng vào một cái vòng tròn Lucky Wheel ấy, để cho các bạn đi quay ở cuối. Thì sau khi chơi xong tất cả các bạn tên Dũng quay quay may mắn là được hả? Thì các bạn ấy được quà, nghe nó hợp lý. Thì các bạn ấy sẽ có cái hứng hơn ấy, so với việc là mình cho tất cả cào bằng đều được cái quà đấy. Mà nói thật là cái quà đấy nó cũng không có giá trị lắm, nhưng mà em nghĩ là các bạn ấy thích cái việc là được sống tên mình thì hay hơn. à, các bạn tên Anh và tên Dũng à? Mình có cái lucky wheel ấy. Mình sau khi mình cho các bạn ấy trả lời xong nhé, mình sẽ quay lucky wheel đấy để xem là bạn nào sẽ được cái phần quà đấy, thì em nghĩ các bạn sẽ có hứng hơn. Ừ, ok. Anh em sẽ tiếp thu thêm cái phần này, tức là lưu lại tên những cái bạn đó, xong là có thể là cuối giờ quay để nhận quà. À, có thêm những cái phần quà đưa ra trước tạo sự hấp dẫn hơn cho các bạn nhé. Thank you. Rồi, mình tiếp nhé. À, trò chơi tiếp theo này. Ừ, cái trò này thì đơn giản hết mức. Tức là cái trò có tên là đứng tấn. Mục đích thì chỉ là rèn sự kiên trì nhá, rèn nghị lực nhá, bền bỉ về sức khỏe. Đây, cái này sao chép ở trên rồi. Số lượng thì mình có thể cũng tương tự chơi ở trong nhà, chơi ngoài sân cũng được. Thì cái cách chơi ấy, mình sẽ yêu cầu là một nhóm, gọi một nhóm lên, càng đông càng vui. Mục tiêu là tìm ra những người có nghị lực nhiều nhất, bền bỉ nhất, kiên trì nhất. Khi lên thì có khẩu lệnh để cho các bạn ấy trở về cái tư thế đứng tấn ấy, trùng hai chân xuống như trùng hai chân xuống ấy, xong là có thể là để hai tay lên trước hoặc là chắp hai tay vào hông ấy và cứ đứng như vậy thi đấu với nhau. Còn bên ngoài thì nhiệm vụ của MC sẽ là hô hào, hoạt náo hoặc là cổ vũ hoặc là chọc cười cho các bạn, làm sao để cho các bạn mất tập trung thôi, hoặc là làm sao cho các bạn ý bỏ cuộc nhanh cũng được. Thì đó là các cái quấy lên trong trong trường hợp mình tổ chức, và mình cũng sẽ tìm ra cái người mà có sự kiên trì nhất, thì thường là đằng sau có thể có phần quà hoặc là có thể có cái gì đó khích lệ đằng sau. Ok. Rồi. Phần nữa nhé. Thấu hiểu đồng đội. Cái này thì chúng ta sẽ sử dụng ở trong cái phần apply với cái nội dung của trò chơi nó liên quan đến cái kịch bản của mình. Vì có một cái phần là gọi các bạn ý lên chơi, 6 bạn lên chơi để nhận biết 6 cái nghề nghiệp ấy. Thì trong một cái hộp mà chúng ta đã có câu hỏi ghi 6 cái nghề nghiệp tên là gì, thì mời một bạn lên bốc thăm một trong 6 cái nghề đó. Rồi khi bạn bốc và đọc được cái nghề đó, không đọc to, chỉ mình biết thôi, khi biết được nghề đó rồi thì nhiệm vụ của bạn đó là phải đứng ra trước mặt tất cả những cái đồng đội ở phía dưới, mô phỏng động tác gì đó để mọi người ở phía dưới nhìn ra được cái nghề đó và đoán được cái nghề đó. Đó.
thì mô tả bằng body language à, và mình có thể tùy cơ ứng biến, mình có thể cho bao nhiêu bạn chơi tùy. Nhưng mà cái này thì lưu ý một xíu thôi, tại vì có những cái nghề nó cũng rất khó để diễn đạt, cẩn thận nó không ra được đáp án, hoặc là nếu có thì mình sử dụng nhiều thì mình có thể là phải thêm gợi ý, cho ở phía dưới để làm sao tìm ra câu trả lời của cái mật thư mà đã ghi ở ý diễn đạt ạ. Rồi tiếp theo, cả nhà thấy cái phần này có gì khó hiểu không? Ok, dễ đúng không? Thì là sau đây thì mình cũng có cái này ghi bằng cái bản Word này thôi, và cộng với việc mình trao đổi với nhau ví dụ này, thì khi mọi người xem lại một hai lượt và có sẵn ở trong trong đầu mình ấy, thì đến lúc cần dùng mình lôi ra thôi, còn tùy tùy cơ ứng biến trong trường hợp nào. Tiếp nhá, mà không không ai có phản hồi gì là cứ đi đấy. Vâng Ok, ạ. trò tiếp theo có tên là người lịch sự. Mình dẫn dắt một chút cho các bạn ý hiểu thế nào là người lịch sự. Nếu mà trước khi thực hiện bất kỳ một hành động nào đó, bạn là quản trò ấy, bạn sẽ nói kèm với một câu đó là xin mời. Ví dụ, xin mời các bạn thả tim cho tôi nào. Thả tim. Okay. Rồi, thả một cái mặt cười xem nào. Thôi, cảm ơn Hảo. Vừa xong tôi không lịch sự mà bạn vẫn thả. Có nói xin mời đâu. Kiểu như vậy đấy. Các bạn đứng lên rồi chạy tại chỗ. Bạn đứng lên chạy tại chỗ, tưởng như thế mình đã không nói từ xin mời là các bạn nào làm, cả nhà hình dung được không? Mình tùy vào cái mức độ hài hước, tùy vào hoàn cảnh đó. Chú ý nhé, bối cảnh sân trường thì mình không phải yêu cầu các bạn chạy ra tại chỗ mà chỉ làm những động tác tạm thời thôi. Đó. Xin mời các bạn đặt tay lên vai của bạn đối diện này, xin mời các bạn bắt tay bạn đằng sau này, xin mời các bạn ôm lấy một người ở gần mình này. Rồi rồi thì sau khi mà mình có những cái điều yêu cầu đó đó nó phù hợp với hoàn cảnh, cộng với hài hước, cộng với cái việc nếu thấy mà các bạn ấy bắt bài được nhanh ấy, thì tăng tốc độ lên, hoặc là yêu cầu vừa hành động mình vừa nói, mình cứ cứ một lúc sử dụng đến nhiều cái mà các bạn phải làm, như là vừa hành động vừa nghe vừa nói gì đó, thì cái sự sự tập trung nó sẽ bị loãng ra và kết thúc vào những pha bạn ấy không ngờ là mình sẽ mắc lỗi. Cơ bản là như vậy. Thì khi kết thúc cái trò chơi này, kiểu gì mình bắt được một cơ số những đồng chí mà làm không đúng, và mục đích của trò chơi là như vậy. Mình cứ tổ chức xong tìm ra những đồng chí nhạc loài không làm được đúng, bị yêu cầu mình sẽ nắm tay một bạn ở bên cạnh mình, thì kiểu gì ở đâu đó cũng kiếm ra mấy ông đứng lẻ trong hàng. Đó, ok, bây giờ những đồng chí mà không được ai yêu thương thì bước lên trên này. Đó, lên trên này thì sẽ có những cái hình thức phạt, hoặc là có trong trong cái phần chương trình ấy, thì mình có thể mời cái bạn đó là các bạn thực hiện một cái trò chơi tiếp theo ở trên sân khấu mà mình đang muốn gọi người. Thì những cái trò kiểu như người lịch sự này là cái trò có thể sử dụng bất kỳ lúc nào để tìm ra người ở trong một cái phần mới mà mình không phải thực hiện là ok bây giờ cần một người, người này lên đây đó. Và đó là cái trò người lịch sự nhá. Có ai thấy chưa hiểu người lịch sự là như nào không? Ok, không có mặc định lại tiếp tục. Không ngờ lại nhanh thế này. Rồi, phần tiếp theo này, nói và làm ngược. Cái trò này thì vừa xong chơi trò là người lịch sự ấy, có thể kết hợp với trò này. Tức là khi mà người lịch sự bị bắt bài nhiều á, thì mình có thể tăng độ khó bằng cái việc ok, xin mời. Và khi tôi nói xin mời thì hãy làm ngược lại những gì tôi nói. Thì tăng độ khó. Còn bình thường cái trò này cũng có thể đứng độc lập được, tức là mục đích cũng là rèn cái sự khéo léo, tư duy nhanh, nhớ, phản ứng, phản xạ của các bạn chơi ấy. Thì ở đây khi mình tổ chức, mình phổ biến luật xong, là khi chúng ta đưa ra một thông điệp gì đó thì quản trò lêu ra và tất cả chúng ta sẽ làm ngược lại với cái yêu cầu đó. Quản trò hô này, bạn hãy cười lên thật to, thì ở dưới phải khóc thật nhỏ. À,
các bạn hãy nhảy lên thì ở dưới phải ngồi xuống đất. Đó. Chúng ta nếu mà sáng tạo thì chúng ta sẽ nghĩ ra những hành động khá là khó kỳ quặc gì đó để làm khó cho các bạn ý, nhưng mà buồn cười. Buồn cười và có những cái phải tăng độ khó, ví dụ như các bạn hãy đưa chân lên chẳng hạn, đứng vào một chân đưa chân lên chẳng hạn, những cái trò kiểu như vậy đang ở trong tư thế như vậy, nhưng yêu cầu các bạn ý sau khi giơ xong mình không nói gì đó, mình cứ để một lúc lâu thì các bạn ấy mỏi hoặc là gì đó muốn đổ xuống, ai đổ xuống là phạm quy nhá, chưa có động tác mới kiểu như vậy ạ. Rồi thì mục tiêu đằng sau cũng là để cho các bạn ý thực hiện được các động tác, và có những bạn không thực hiện được thì mình cũng tìm ra những người mà không hoàn thành trò chơi, và sau đó là có thể có hình phạt hoặc hình nội dung thưởng gì đó, có thể kéo lên sân sân khấu này, cho đi nối vòng tròn vòng quanh sân khấu hát một bài một con vịt gì đó, và hai bàn tay của em hát 1 2 3 4 5 gì đó, phải làm mô phỏng động tác khi mà mọi người hát, hoặc là cho viết thư pháp bằng mông chẳng hạn, thì là khi mọi người đọc một đoạn văn đoạn thơ gì đó có dấu chấm dấu phẩy hay gì đó thì ở trên sẽ thực hiện những hoạt động mấy cái mông làm tâm chẳng hạn, viết dấu chấm viết dấu hỏi viết dấu ngã kiểu kiểu như vậy, thì những cái hình phạt vui ở trên đó sẽ tạo cho các bạn ý cái phải cố gắng đấy, phải cố gắng ở trên còn ở dưới thì được cười. Mục tiêu là như vậy. Rồi có một trò tiếp theo nhá, trò này có tên là thỏ ăn cỏ. Thỏ ăn cỏ thì chúng ta sẽ tổ chức như sau, thì người quản trò sẽ giới thiệu trò chơi, thực hiện trò chơi thì với hình thức quản trò sẽ hô và dưới sẽ làm theo. Khánh Chi chắc biết rồi, Chưa, Khánh Chi em chưa đang nghe cái này bao giờ. đang tự đọc và tự nghĩ. Mình sẽ yêu cầu học sinh quan sát mình làm trước, đưa đưa tay tay trái về phía trước này, chụm cái bàn tay phải và đặt lên bàn tay trái này. Đó. Khi mình hô thỏ ăn cỏ chui vào hang thì mình đưa cái phần tay tay phải về miệng của mình. Ok, thỏ ăn cỏ chui vào tai. Ok, thỏ ăn cỏ chui vào mũi, thỏ ăn cỏ chui vào hang. Khánh Chi chui vào hang là nó cũng giống như là làm theo tôi làm, đừng làm theo tôi nói ạ. Nói là một đằng nhưng mà các bạn làm ngược, làm sai ấy. Bạn nhắc đến một chi tiết nữa, lát nữa bị bắt bài rồi nha. Các bạn ấy sẽ không không nhìn nữa mà các bạn ấy sẽ nhắm mắt lại để khỏi, để chỉ nghe thôi và làm theo đúng cái mình nói ấy. Thì đấy là khi các bạn ấy phát hiện ra trò chơi thì tăng độ khó, đọc nhanh hơn cộng với việc bây giờ làm ngược lại những gì tôi nói. Làm ngược lại. Đấy, kiểu kiểu như vậy thì mình tăng cái độ khó của cái game khi mà tổ chức tùy vào mình muốn bao lâu. Nhưng mà kiểu gì lúc làm ngay lập tức trên màn hình anh chỉ nhìn thấy khoảng 5 người này, 5 bạn ở trên màn hình thôi, thì đã ngay lập tức 1 2 pha đã thấy thấy các đồng chí đi lạc ngay. Đó, mục tiêu là như vậy, thì mình sau khi bắt được một vài bạn làm lỗi nha, thì mấy bạn đó chính là mấy đồng chí công an đi tuần để bắt tiếp những bạn vi phạm tiếp. Đó, trên sân khấu mà một lúc bắt cứ khoảng 15 17 bạn là ok rồi, có một đội ngũ ở trên để làm trò cho phía dưới. Thì mình bắt phạt được một số đồng chí ở trong lớp cũng vậy. Mấy bạn làm sai 5 7 bạn trong lớp thôi, không gian nó nhỏ thì lên xong bắt đầu có những nội dung phạt gì đó, hát và ở dưới hát một bài, ở trên thực hiện động tác múa phụ họa gì đó, làm được mới cho xuống, không làm được cứ đứng đấy và chờ tiếp theo chẳng hạn. Thì đấy là một số cái trò chơi mà có thể sử dụng cho các bạn học sinh vui vui. Đây rồi. Một trò cuối cùng vui này là hơi nhiều rồi, một trò cuối cùng nhé, nó có tên là điện giật. Trò điện giật này thì tổ chức như sau, ở trên ấy thì khi chúng ta là quản trò chúng ta hô điện giật điện giật, thì ở dưới khi mình hô như vậy các bạn sẽ hô là giật ai giật ai, đồng thời co hai tay như kiểu đang chạy ấy, và chân dậm 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 tại chỗ đó, điện giật điện giật. Không thấy đồng chí nào hô nữa. Rồi Hảo, giật ai giật ai, Giật tức ai là giật những ai không cười thật tươi. Ok, điện giật điện giật, giật giật ai ai, giật những ai không đưa hai tay lên và nở hoa trên màn hình.
Ok, Về vòng cảm ơn lở. các bạn. Được. Đó, thì nó cũng tương tự thôi, chỉ là thay đổi một chút về cấu Mà trúc nhưng cùng mà ba đơn vị tạo giống ra nhau. cái hoạt động cho đám đông, cho số đông. Tại vì cái những cái trò này là không giới hạn số người chơi. Và sau khi kết thúc những cái yêu cầu đó thì kiểu gì cũng có những đồng chí mà mình tìm cách để cho các bạn làm không đúng được yêu cầu và dẫn đến là được lựa chọn cho cái phần kế tiếp, có thể là phạt, có thể là thưởng, có thể là chơi trò chơi tiếp theo. Đó. Cái đại ý chung của cái tổ chức game này với mục tiêu là như vậy, vui và thay đổi không khí cộng với cả một số nội dung cũng rèn sự nhanh nhẹn, rèn khả năng kiên trì cho các bạn. Nếu được thì trong khi các tổ chức cái trò chơi này mình cũng giải thích cái ý nghĩa của trò chơi để các bạn ý biết thêm. Ok, cảm ơn cả nhà. Em bổ sung, anh Đông ơi, anh dạy thiền ca cho các bạn ấy đi. Vậy thiền ca. Vâng, chọn hai bài, một hai bài á, ví dụ như là bài bên trái bên phải này, bài Ok. đấy, với lại bài bài gì hiểu và thương này, đấy hai cái bài đấy á, Đúng rồi, ngày trước. chỉ có hai bài đó là hai bài tủ thôi mà nó ngắn, nội dung của nó dễ làm. Đấy ạ, nhưng Thì mà cái đấy cũng bài hay mà. hiểu và thương cũng cũng ngắn thôi. Thế thì sẽ in cái nội dung đó và trên đường đi anh em mình sẽ lặp lại một vài lần hát cái Bên trái bên bài phải đó. nhá. Bên trái tôi đây thì cái bài bên trái bên phải cũng vậy. Mình thế thì phải phải sắp xếp lại một chút. Bây giờ chưa nhớ ra ngay, cũng có video hướng dẫn nhưng cơ bản là mình sẽ làm kèm với động tác tay và chân để làm. Bên trái tôi đây là bạn tôi anh em tôi, Anh em bên ơi, phải tôi đây bên là đây là bạn tôi anh em tôi, trước mặt tôi đây là bạn tôi anh em tôi, xung quanh tôi đây là bạn tôi anh em tôi. Rồi, ok. Và nó có bên trái bên phải, trước mặt và xung quanh. Thứ hai là mình chỉ thay đổi cái câu bạn tôi anh em tôi bằng câu người tôi yêu tôi thương, người thương tôi yêu tôi. Còn gì nữa không nhỉ? người tôi yêu tôi thương, người yêu tôi thương tôi, hết rồi ạ. Ba Ok, khổ. ba khổ đó. Thì Vâng. giải thích cho các bạn theo cái cách như vậy về lời, có lời kết hợp với cả tay. Thì lúc đó tất cả anh em mình đều phải thuộc. Và khi mà hát cái đó thì có thể một hai MC ở trên vừa nói vừa làm, nhưng mà tất cả anh em chúng ta đều đứng ở phía sân khấu và quay mặt xuống dưới với các bạn. Hoặc là ở phía dưới cũng vậy, chúng ta đứng ở phía cuối hàng, phía ngang để các bạn ấy làm mẫu và chúng ta cùng hát theo. Hiểu và thương thì nó sâu lắng, lúc ấy không cần phải nhảy nhót gì cả. Nhưng mà không có Có lời nhỉ. có lời, có bật Là bình nhạc lên thường cũng thì được ạ. bật nhạc, mình sẽ bật nhạc. Còn đâu là lời thì chúng ta hát to vậy. Còn các bạn ấy sau khi một hai câu bạn ấy hát theo, chứ còn chưa thể cho các bạn ấy học nhạc, học lời được đúng không? Nhưng lời bài hát nó ý nghĩa và nó cũng ngắn. Thì mình cứ làm thôi. Còn các bạn ấy có thể là nghe và ví dụ khoác vai khoác tay gì đó. Ok, cơ bản là hai bài đó anh nghĩ là chốt luôn hai bài đó, tại vì nó ngắn đơn giản và dễ nhớ mà đội mình cũng sẽ thuộc nhiều. Thì Không. thêm cái không khí và cái năng lượng chung của cả nhà mình đó. Ok, 12 thành viên sao nhiều thế này, đâu hết rồi. Ok, nhưng mà sao mình cũng có record lại nên là ban tổ chức có thể đưa ra cái bài tập là các đồng chí không có thì xem lại cái phần nội dung vừa xong, có khoảng 30 câu đố vui, một nội dung một hai nội dung online cộng với cả hai bài hát và bảy cái phần trò chơi tương tác trực tiếp. Anh nghĩ là vậy thôi, tại vì là chuẩn bị nhiều ra cũng không nhớ được hết. Mà tập tập luyện được cái này thì có một là bản word để mọi người đọc, hai nữa là có thể cần thì xem lại video vừa xong. Những cái trò này thì nó không cần IQ quá cao, cái cần ở đây chỉ là khuấy lên thôi, ở trong đó thì linh hoạt trong quá trình tổ chức làm sao để khêu gợi cho các bạn ý làm theo rồi thì bị lừa. Con Đảm bảo là phải lừa được người ta. nào là con sinh ra đã thiếu đạo đức rồi đấy, bạn có thể trả lời là con lừa. Ok đó. Thì thôi hết rồi, 30 phút như vậy tạm ổn không các đồng chí? Các đồng chí có thấy
còn cần phần bổ sung thêm chất liệu gì nữa không? Rồi mình mà thấy cần bổ sung thêm hoặc là thấy có cái gì thú vị thì đóng góp thêm cho anh Đông với team sự kiện để mọi người chuẩn bị. Team sự kiện mới phát hiện ra là cái vụ chia sẻ lại cho anh em vào lúc 10 10 giờ 10 giờ 15 đêm qua. cũng 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 lơ mơ về lịch hôm trước, là đây là những cái nội dung thì anh em mà nhận cái truyền thông với cả sự kiện đấy là thường có cái trò này, nếu tổ chức thực tế thì cứ ra tổ chức thôi. Và khi mà lên kịch bản ấy thì cũng có một số trò chơi ở trong đó sẽ sử dụng thôi chứ không phải sử dụng tất. Trong khung chương trình thì nó cũng không cần nhiều lắm, nhưng mà mình cứ liệt kê ra một số cái đó để tùy tùy hoàn cảnh thì mình có thể sử dụng thôi. Không đi thì sẽ in mấy cái tờ đấy ra để mọi người có thể đọc hoặc tham khảo lại cái nội dung đó, rồi thì tùy cơ mình sử dụng nhé. Em cảm ơn anh Đông ạ. Bây giờ Thì thì có thể tự chuẩn bị thêm, hoặc là nếu có ý tưởng đóng góp thì gửi chung vào cho cả nhà. cả nhà mình thức cùng thảo hòa để cảm ơn anh Đông nè. Đông chị Đông đã bị đứng hình. À, bây giờ đã có hình rồi. Do tí nữa anh gửi cái bài đó vào trong nhóm chung để cho mọi người cũng biết nha. Rồi, Ok, lát anh gửi. bây giờ anh đóng tròn trong một trong số các trò cho mọi người chơi một chút để tỉnh đỉnh một chút cho em thấy và ai cũng lơ ngơ đây lại hoang mang dân đều. Trời ơi, được hướng dẫn chơi game mà buồn ngủ được biết cài. Nó về chơi thật nhá. Không biết mọi người vừa vừa thấy hết đáp án chứ nhỉ? Cái phần thử thử một Thấy hết chút về rồi phần á, thấy hết đáp án rồi à? nếu ai tỉnh thức nhớ hết đáp án. Ôi, bây giờ lại Cần thi không trong cần tốc độ thôi. Tốc độ thôi nhá. Lật hình đến đâu thì mọi người chat vào khung chat đến đấy được không? Ai chat nhanh nhá, kể cả cái là biết cài đáp án ông hay bán không. hơi khó đó. Kể cả là biết đáp án hay không, bây giờ là cần yêu cầu nhìn và đáp án đầu tiên là được ghi nhận là người chiến thắng trong cái phần game đuổi hình bắt chữ là đầu tiên nhá. Ok, qua phần thực hành này. Sẵn sàng chưa? Cả nhà, sẵn sàng thì vào team. Ok. Dương quà 3, nào 2, 1, bắt đầu. Ây chà, không được có rồi. Không được lắm rồi. Không được rồi. lỗi hết Phải rồi, cho nhưng mà trình tại sao anh chiếu. sai cái sự kiện cho bác ấy vậy? Bác sĩ. À, cái này hơi hack não một chút. Bác học mà. Bác học cộng với cả trời bên À, cạnh cậu á. ấy là sĩ, bác học rồi cậu ấy là sĩ. Em bắt đầu còn Rồi. nghĩ là vũ vũ cơ như vũ trụ này, cơ bắp này. Vũ cơ nó không có nghĩa, thế nên là phải loại trừ, thế mới có đúng có sai, kiểu gì thì cũng sẽ có người tìm ra, nhưng mà nó nhanh hay chậm đúng không? Rồi đây phải kích màn hình này, rồi bác sĩ đấy, phần quà đây. Một vòng du lịch quanh nhà cùng ba mẹ. Ok, tại vì đây là mùa dịch nhá các con, nên là các con chịu khó du lịch kiểu kiểu văn hóa đọc vùng cao, văn hóa đọc trong nhà. Ok, sao nó đấy? Cả nhà chờ tí nha. Rồi, sẵn sàng chưa? Ai? Gì đây? Chat bên khung chat nào? Chị Hảo hỏi nhớ đáp án không đây? Em cũng nhớ cái đáp án này. Ok, có kết quả rồi. Chúc mừng Mỹ Hảo nhé, nông dân. Nông dân, rồi, quà của Hảo đây. Hãy
Thôi. Mời đồng chí Hảo qua nhà tắm hát một bài. Nhá. Rồi, phần tiếp theo này xem có ai vượt qua được Mỹ Hảo không này. Yeah, Cả chơi nhà chúc mừng bắt Mỹ Hảo. đầu. Gì đây? Có ai chat chưa? Lái xe. Ồ, chưa có ai ngoài Hảo à? Đua xe. Không. Đầu tiên là lái, thứ hai là xe, tại vì vì đua thì phải có người đua cùng, chứ đây là đua một mình thì không đúng rồi. À, chúc mừng Mỹ Hảo. Thế Mỹ Hảo chuẩn bị có một vừa xong nào qua nhà tắm đúng không? Giờ chị Hảo đi đâu nữa? Hai. Hôm nay nhớ thực hiện nhá. Gặp bố gặp mẹ thì thực hiện phần quà vừa nhận nhá. Ôi, đề nghị cả nhà cùng chơi nhá, không biết buồn ngủ hay không, giờ mà không thấy mà thắng được Hảo rất là căng á. 2-0 cho Hảo này. 3 2 1 bắt đầu. Cái này mới nha, chưa nhìn thấy đáp án. À. Đúng rồi. Chưa thấy ai chat này. Đang nghĩ ạ. Câu này cũng hơi hơi hóc búa tí nhỉ. À, giáo viên Thanh Minh. Rồi, hết giờ, không có ai có thì đậy chữ Diệu Linh. Đáp án. Giáo viên. Trời ơi, nó Rồi. bán thu Chẳng liên quan gì đến nhật nhau. vậy. Ai kể nó chẳng liên quan gì đến nhau. Thế nhá, nếu anh Em đề nghị giáo viên thì anh cho hình ảnh một cái giáo với cộng một cái viên gì đó. Dễ đang hiểu hơn như này. Cái bảng này thì nó hơi hack não ạ. cái mảng này cũng mình cũng thấy hack não, tại vì là hôm trước là có viên phấn này, có viên phấn với cả không phải, với viên phấn thì này lại khác, Có kinh tấn hợp lý cái hình này sẽ làm lại để cho nó đỡ khó hơn, trông quả 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 dậy với bảng này trông thì được rõ, giáo viên nên thêm cái bảng làm cho anh em hoang mang đúng không? cái này giống như là cơ ban tổ chức ra đáp án gì thì ban tổ một chức. một Ban cái thì được, một đầu trong hai ok. cái để làm cho mình nhớ đến giáo viên, nhưng mà gộp cả hai cái lại một thì mình không thể tưởng tượng ra giáo viên. Đúng, ban tổ chức sau khi đọc đề xong thấy tôi cũng bị lừa. Thôi một tràng pháo tay cho cả lớp nhá. Phần quà tiếp theo đấy. Ok. Đi đây. 3 2 1 bắt đầu. Đây nhà. Để cái lều mà. Đây rồi này. Xây dựng. Thầy ơi, em thấy cái lều. Rồi, chúc mừng ban phụng sự Loan. Loan. Đồng chí Loan đã có câu trả lời. Xây dựng. Xây xây tường còn dựng lều mà. Đấy. Ghép từ vậy thôi. Ok. Phần quà tiếp theo. Nhận được ngàn trái tim thì các bạn trong lớp thả tim. Ok, rất nhiều tim. Chúc mừng bạn. Món quà hấp dẫn nhất từ đầu đến giờ. Bao nhiêu này? Gì đây? Căng rồi, căng rồi, không thấy động tĩnh gì rồi. Mình cũng thấy khó. Tư đang làm gì đây? Chú tiểu lại on top là sao? Sư đang gõ mõ Nghề nghiệp nhá. À, kinh kinh doanh là xong rồi. Hảo áp đảo quá nhỉ. doanh. Bao. Kinh Ok, xong rồi. Chắc là đáp án không lệch từ đâu. Kinh doanh, tụng kinh và doanh nhân đây. Tốt, doanh nhân trẻ khởi nghiệp. doanh. Một Cổ bàn tay. Okay. tay. Có một bộ nữa, một bộ game nữa tương tự như này. Nhưng mà thôi, cơ bản là để
để chúng ta nắm được cái cách cách tổ chức là được rồi. Còn câu hỏi thì hoặc là hình ảnh ấy, thì anh em sẽ bổ sung thêm nhất cả nhà. Từ từ anh ơi, em thấy cái này dành cho học sinh cấp 2 với tiểu học đúng không anh? Chứ còn cấp 3 chơi cái này sao được? Cấp 3 chơi cái Giả này sử một nó lớp. vì bọn tư duy của bọn cấp 3 là bọn nó hay kiểu bọn nó nghĩ là người lớn ấy, mặc dù chúng nó vẫn có một phần trẻ trâu nhưng mà chúng nó cứ nghĩ chúng nó là người lớn ấy, nên là chúng nó bảo tôi thầy đùa em, thầy cho em chơi cái này thì hóa ra thầy đánh đồng em là trẻ trâu ấy. Em nghĩ là cấp 3 nên có một bộ riêng, bởi vì Đúng là rồi. Ban tổ chức ạ, đây là bộ cho cấp 1 nhá. Cần một bộ cấp 3 riêng. Chúc mừng các cả bạn nhà mình vừa thấy là bắt đầu mình càng lớn thì cái mình tưởng tượng hay hơi bị nhiều nhỉ, nhỉ. nó nằm đáp án thì nó nằm trên hình như cứ đi suy nghĩ nó không phải. Mình thiết kế một bộ cấp 3 hoặc là ở trên trên mạng có mấy cái trò kiểu Kahoot vậy ạ. Mình đặt câu hỏi này xong rồi cho mọi người tương tác, nhưng mà thông qua một cái app trên điện thoại á, kiểu cũng chọn ABC thôi nhưng mà tương tác trên cái đấy thì nó cũng vui. Ừ. Em thấy À đây, hôm qua có một một lượng câu hỏi đây. Đây này. hack nào hơn, Cả nhà cấp biết độ khó cái hơn món này chưa? Nghề nghiệp đây. thế Nha sĩ này. được. Đầu bếp này. Thu ngân này. Đấy, quả thu ngân này hôm qua đau đầu phết này. Hack Phóng viên này. Nhạc công này. Kế toán này. Xe ôm này. Nhà báo. Quả xe ôm này hôm qua mình nghĩ chịu chết. Nhà báo. ai thích cái này đây à? Đây này, cái quả này mới đảm mê 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 ác này. Hôm qua sau khi trưng xong cái này thì nghĩ rằng là chắc là phải chọn thêm một vài cái đáp án mà nó có ba từ ấy, để cho nó khó hơn. Nhiếp ảnh gia, luật sư. Cái này mình thấy viết xong mình cũng chưa hiểu lắm. Cắt tóc mà cho cái cưa vào mới hack. Ok rồi, đấy là phần thay đổi trạng thái cho anh em ở trong trong team mình. Thảo hóa cho điều phổ biến sáng hôm nay ạ. À, điều phổ biến bất đắc dĩ. Cả Tại vì em nhà. khổ qua tối ngày hôm qua. Rồi. À, bây giờ thì mình sẽ có một chút thời gian dành cho team sáng tạo. Team sáng tạo có đưa một cái lời hưởng ứng cho cả nhà mình cùng làm thiệp. Thì bây giờ một bạn trong team sáng tạo sẽ hướng dẫn cho cả nhà mình nha. Cái cách làm thiệp như thế nào cho nó gọi là nó cũng có cái sự đồng bộ cũng như là cũng khá xịn nhá. Không biết là đến team sáng tạo đã có ngay để mà lịch trình để đến làm thiệp cùng nhau chưa, thì Tuyến cũng cũng gọi là bảo cho mọi người luôn nha. Dạ, em có đây rồi. Đây, thì cái làm thiệp thì em chỉ có hai ý chính thôi. Đó là cái cách thức làm thiệp ấy ạ. Thì hôm trước em đã thử làm rồi mấy cái thiệp hơi cầu kỳ thì em nó không cần thiết lắm. Thì hôm qua em đã thử làm và chúng ta làm hình đơn giản như này thôi. Em cắt mấy cái hình nhỏ nhỏ như này này, tầm khoảng bằng lòng bàn tay á. Thì chúng ta có thể cắt hoa, lá, hình trái tim, cánh bướm hoặc là hình đám mây như này. Nhỏ nhỏ thôi để chúng ta viết được lời chúc. Chúng ta dán vào sách. Đấy là hình thức. Còn một việc nữa đó là đến để cắt thiệp. Thì huy động mọi người là ai có thời gian là ở Hà Nội thì đến nhà chị An. Hôm nay em sẽ sang đấy cùng với chị Chi. Còn còn một cái nhấn mạnh nữa là huy động mọi người gửi lời chúc. Thì hôm qua theo lời của An Thư thì An Thư bảo là nhận được mỗi một một loạt lời chúc của chị Tô Lan Phương thôi, còn lại là chưa có ai cả. Và số thiệp thì chỉ có một chút nên là do em mới bắt đầu cắt thôi, cũng chưa ai triển khai gì cả. Nên là công việc này nó khá là khẩn trương và cần triển khai ngay. Nên nếu mà ai ai mà không không đến off team mà làm trực tiếp cắt thiệp được ấy, thì
mọi người có thể huy động đến team nhà mình thêm việc nghĩ nghĩ ra lời chúc ấy, để gửi gửi cho team sáng tạo để bọn em có thể viết viết vào thiệp, bọn em có thể đại diện viết vào thiệp. Tức là khuyến khích mọi người là số lời chúc nhiều nhất có thể. Ý là cả nhà mình mà buổi sáng mà không tới được á thì mình sẽ viết viết ra bằng viết viết ra lời chúc của mình muốn gửi đến các em, sau đó gửi đến bạn sáng tạo là gửi đến án thư cũng được, bạn tuyến cũng được, trong trong nhóm chung của mình có đấy ạ. Nếu mà cả nhà mình không có tìm được Zalo của các bạn thì mình cứ gửi thẳng cái lời đó lên đó cũng được, xong các bạn lên đó các bạn nhặt xuống. Vâng. Nhà mình cứ gửi thẳng lên đó rồi các bạn sẽ nhặt xuống để viết vào cái thiệp. Thấy mọi người viết thôi, cái tấm lòng là của mọi người, còn cả nhà thì chỉ là viết lại vào trong cái thiệp và để chuẩn bị cho nó sớm. Nhà mình cố gắng sáng ngày hôm nay tranh thủ thời gian lúc nào mà nghỉ ra ý tưởng một tranh thủ một chút để mình gửi cái thông điệp đến cho team sáng tạo. Cũng có khá là nhiều phần quà. Mình tại vì lúc đầu ý tưởng vì sao mà viết cái thiệp thì em thấy rằng là mình tặng một cuốn sách không á thì nó cũng được thôi, không sao cả, là mình cũng làm cái việc quan trọng của mình là tặng sách, nhưng mà khi mà mình dán một cái thông điệp vào đó Được, anh thấy cũng được đấy. là mình có một cái thông điệp vào đó thì mỗi lần mà các em mở sách ra thì các em đều thấy cái thông điệp của mình, một câu chúc, một cái câu cổ vũ tinh thần hay là một cái điều gì đó mà các anh chị em muốn gửi đến. À, mình đi với vùng cáo thì vì mục đích là vì các em, muốn truyền cảm hứng cho các em, thì thay vì mình truyền cảm hứng một lần là mình đến trực tiếp tại trường thì mình truyền cảm hứng vào trong cuốn sách thì nó sẽ hàng nghìn lần nếu các em liên tục mở nó ra. Nên đó là cái thông điệp mà tìm sáng tạo muốn gửi đến cả nhà mình. À, để mình cùng hưởng ứng. Và cái một cái nữa là ngày hôm nay mà ai ở Hà Nội thì có thể cùng đến với các anh chị em ở tìm sáng tạo ngày hôm nay, ngày mai và ngày kia đúng không, Tuyết? Lúc nào Vâng rảnh ạ. thì cũng có thể qua, lần nào cũng Vâng được, ạ. có luôn có người ở nhà. Ở nhà chờ À, sẵn để đón khách. chị Tuyên tối nay đi đúng không? Sáng nay tí chị sang luôn. Tí nữa chị chạy sang luôn. Sáng nay chị đừng nghỉ. Em hôm nay em còn làm clip hậu trường khó đỡ đấy. Em tối thì sáng mai sao? Ok. À. Ừ. Rồi còn một cái nữa là em nhắc mọi người là bây giờ là thầy có bên chỗ trường là hôm trước là mình có điền form đăng ký, nhưng mà mọi người điền form cái phần nơi ở nó gọi là nó hơi sơ sài quá, mọi người cứ biết Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh rồi ấy, nên là không em không lấy được địa chỉ để mà gửi đến cho trường, nên là ngày hôm nay thì trong cái form gọi là luôn luôn cái cùng với song song với cái form thu nhập thu thập lời chúc thì em sẽ để vào đó thêm một câu hỏi về về địa chỉ cụ thể, thì cả nhà mình điền giúp em cái địa chỉ cụ thể của nhà mình nhá. Đã còn gặp một vấn đề là các thầy cô ở trường là họ yêu cầu cái địa chỉ cụ thể của nhà mình đó, thế là nhà mình ghi luôn rõ cho em cái địa chỉ mà em đã còn không biết, là bây giờ đến lúc cả nhà mình địa chỉ là khu vực màu vàng thì mọi người màu vàng và màu đỏ thì không biết là ở trường họ có cho mình đến hay không nữa. Từ từ ạ, các anh chị, nếu mà nhà mình mà ở khu vực màu vàng ấy, một là mình, nếu mà mình không ở tại nhà mình mà mình ở bên ngoài thì mình có thể ghi cái nơi mà mình đang lưu trú bên ngoài, đang ghi nơi tạm trú ấy. Tức là tóm lại là cứ chỗ nào màu xanh thì mình ghi, mà chỗ đó nó phải liên quan đến mình một tí, ví dụ như là nhà họ hàng mình chẳng hạn, hoặc là nơi mình tạm trú chẳng hạn. Đấy, chứ không phải là ghi một nơi lạ hoắc nha cả nhà. Thì mình cũng có thể làm cách đấy để mình hạn chế khi mà họ dò ra vùng xanh hay không á, thì mình cũng đỡ, mình ghi chân thật mà. Nhưng mà ý là nó cũng phải dùng một chút mẹo ở đây một tí đấy, thì mình ghi như vậy cũng được. Còn em nghĩ là họ ghi địa chỉ để dễ dàng truy vết sau này á.
chứ cũng không đến nỗi là quá đấy. Mình có test trước khi mình đi rồi ạ. Từ từ, Hóa ơi, em đang ở đâu nhỉ? Em ở bên Thiên Đường Bảo Sơn. Rồi xa thế? Là tận đâu em? Ở ngay cổng Thiên Đường Bảo Sơn luôn. Thiên Đường Bảo Sơn là gần chỗ La Khê. La Khê hả? Hoài Đức. Gần đấy, Hoài Đức cách mình. Không, Hoài Đức chỗ khác, Hoài Đức là đường khác. Hoài Đức là gần ấy cơ. Không, thì gần chỗ em. Thiên Đường Bảo Sơn. Thiên Đường Bảo Sơn, nhưng mà em đang làm ở đâu á? Đấy là nhà em đúng không? Vâng, em ở luôn, em ở luôn đây. Ý em cũng ở luôn công ty. Ở luôn công ty và làm luôn ở đây. Thôi chắc đến hôm tới thì mọi người sẽ hẹn nhau ở một chỗ ấy, để mọi người dễ dàng di chuyển. Ở cả nhà mình xe có đi qua Nguyễn Trãi chị không? Thì em sang nhà cái Thanh Mai nó ở Nguyễn Trãi. Cũng được. Xe sẽ đi theo hướng Hòa Bình. Nhưng mà vẫn phải tập hợp ở 2-3 điểm thôi. Hai điểm. Chứ bác tài không thể đụng cái lại dừng lại. Mình sẽ tập hợp vào hai điểm rồi. Chị sẽ, một là ở 99 Đàm Quang Trung, hai là ở bên BK cho nó dễ. Dạ, chị. Ok ạ. Rồi. Cái nữa cả nhà là sáng ngày thứ năm nhé cả nhà, là mình lại gặp lại và ảnh hưởng sẽ chia sẻ với cả nhà mình kể cách sử dụng của bộ gieo hạt cùng quý nhân. Đó là một cái buổi rất là quan trọng để mình có cái kỹ năng, để mình ít nhất là mình có một kỹ năng chút chút về việc sử dụng cái bộ sách mà mình sẽ áp dụng chủ đạo trong hành trình. Và cái thứ hai nữa là tìm nội dung đã có thay đổi một chút, là thay vì chúng ta sẽ duyệt chương trình vào sáng ngày thứ bảy thì mình sẽ đổi lại là tối ngày thứ sáu. Nên là cả nhà mình sắp xếp thời gian để mà tối thứ sáu tuần này mình sẽ có một cái buổi tổng duyệt. Và cái thực ra nó là một cái buổi để cả nhà mình hiểu và thương nữa, mình gặp gỡ tất cả sinh viên trong trong hành trình. Bởi vì buổi sáng các anh chị em ở bên ban phụng sự của ban hoạt động phụng cáo thì gần như là các bạn đang tính để tổng kết cùng. Rồi các anh chị em, một số anh chị em thì tham gia ít ban năng suất, một số cái chương trình này mọi người cũng không có đóng đủ vào buổi sáng, nên là tìm nội dung và sự kiện đã quyết định là sẽ làm vào buổi tối ngày thứ sáu để cho cho anh chị em sắp xếp thời gian. Và một cái nữa là em đang có một cái mong muốn là mình sẽ có một cái buổi offline hiểu và thương trước khi mà mình đi hành trình. Thì em đang tính là sẽ gặp mặt mọi người vào ngày 17, cái hôm mà mình sẽ đi test COVID ạ. À, ngày hôm nay mình cũng sẽ có cái form để điền xem là mọi lên người có. Hả? Form lên rồi đấy ạ. Đã có cái form để điền xem là mình sẽ trực tiếp đi test COVID cùng với đoàn, hay là mình sẽ từ cái địa phương của mình để mình test, thì để chúng em nghe kê được số lượng á, để mà mình có thể đăng ký với bên chỗ dịch vụ. Đó. À, thì ngày 17 là chúng ta sẽ khả năng là chúng sẽ ta đi test nhanh, nên là sẽ làm buổi chiều để có thời gian kết quả nó dài hơn. Ngày mai là mình sẽ đi 6 giờ, ngày 18 thì mọi người sẽ đi rồi. Mà tối ngày 17 thì mình có một cái chương trình nữa, nên em đang dự kiến là mọi người muốn offline vào sáng ngày 17 hay là offline vào chiều ngày 17. Trưa mình sẽ ăn cơm trưa không phải nhá. Anh Đông, khi nào anh Đông lên? Anh thì hôm nào cũng được. Hôm nào cần phải lên thì lên. Vậy chị ơi, mình làm một cái lịch. Chị ơi, mình sẽ làm một cái lịch xong rồi mình đăng hết tất cả thông tin lên. Và buổi cái ngày 16 là mình, cái ngày thứ 6 tuần này mình sẽ truyền thông để đảm bảo là thành viên nhớ mà vào. Các buổi sáng như thế này thì buổi sáng ngày thứ năm và sáng ngày tối ngày thứ sáu lần này. Thì đợt này ra thì có anh em ở trong Sài Gòn sẽ ra sớm, nên là mọi người hôm trước mình đi, có nghĩa là hôm 17 á, thì có mấy người có thể qua luôn ở bên chỗ nhà chị An, rồi mình tập trung ở lại một hôm, mình sắp xếp các kiểu sắp xếp đồ đoàn công việc, rồi mình chơi về nhà một ngày, rồi sau đó sáng ngày hôm sau mình đi sớm luôn. À, nó cũng được. À, nếu em Nga, nếu mà lên được sớm thì cũng lên cùng mọi người nha Nga. Chị Hảo ở đâu đấy ạ? Chị ở Quảng Bình.
Quảng Bình xa, thế chị đi đi tàu hay là đi gì? Chị đi xe ra thì chắc là tối ngày 14, à tối ngày tối thứ năm là ba Bạn đi vào. 13 hay 14 gì đó là chị sẽ ra Hà Nội. Để như tình hình là như vậy cả nhà, ngày hôm nay cả nhà có khá nhiều cái để điền form, điền về thông tin tiêm chủng, về thông tin thật lời muốn nói, cảnh em sẽ làm cái lời muốn nói thông điệp gửi đến các em á, chứ không phải là lời muốn nói gửi đến chúng em và cuối cùng là cái việc là chúng ta nhớ lịch để cùng vào gặp nhau chương đó việc hết rồi. Công việc sáng nay hết rồi cả nhà. Cả nhà mình muốn chia sẻ điều gì không? À, ngày hôm qua mọi người có ai đi trong cây không nhỉ? Có ai đi 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 phòng sinh không? Cả nhà mình ăn chay rồi thì nhưng mà những cái có ai làm thêm các hoạt động gì không? Hôm qua em thấy chị Hà đi phóng sinh lươn rồi, thấy đang cứ biết phóng sinh lươn. Hôm Lươn qua với em cũng ăn cả. chay, chưa chụp ảnh lên nhóm. Chưa chụp ảnh, thấy mọi người chụp ảnh khoai lang cho nhất thế. Chị ơi, tất cả thông tin hôm nay mình đưa lên tin nhắn nha chị. Xong rồi chuyển các nhóm trưởng chuyển về này. Rồi mình Làm một cái rà soát form. chứ còn bây giờ cũng không đủ Vậy thành viên. ý là mình sẽ phải làm một cái tất cả các cái form xong xuôi rồi mình sẽ đưa vào một cái tin nhắn luôn. Rồi nhờ các anh chị em trong không có đợi leader nữa, nếu leader chưa kịp gửi vào nhóm thì mình gửi luôn vào nhóm của mình rồi mình tác tính bạn bè mình các kiểu vào. Đầu tiên là vẫn là ông leader, nhưng mà ông leader mà hơi có việc bận quá thì chút thì thì mình có thể hỗ trợ. À mọi người nhớ bài tập ngày hôm nay nha, gọi điện cho leader của mình xem là mình có thể giúp được gì, hỗ trợ được điều gì cho công việc của ngày hôm nay, cho công việc của team mình. Đó, nên là như anh em ở đây là có 13 anh chị em thì mình thúc đẩy trong nhóm của mình viết thêm các cái lời chúc cả nhà, càng nhiều càng tốt ạ, không có sao đâu, vì nhiều lắm, nhiều thiệp lắm. Dạ 12 thôi chị, riêng em hai máy rồi. Với À thêm 12. có một cái nữa, chụp ảnh. Mọi người leader team nội dung là ai vậy mọi người? Chị Hảo ạ. Không, em Dung á. Còn À, em Dung còn em Dung. là còn trực tiếp hai leader, bây giờ nội dung về sự kiện gộp lại thì em vừa có anh Đông vừa có cả cả Dung á. Em gọi hơi hơi mệt một chút. Thế mình thôi, chúng mình chụp cái kiểu ảnh trước khi mà chúng ta đi đi. Chúng ta rời đi. Cô Nguyệt cô vào nghe, lắng nghe xong cô rời đi kìa. Mình dù ít người dù nhiều người chúng ta cũng chụp ảnh nha. Ok. Rồi, Ồ mời cả em nhà ạ. Đúng đúng kế hoạch 6 giờ đây. ạ. Mời cả nhà. Tay đâu, tay đâu. Tay đây, tay đây. Ngồi dịch xuống dưới nào cả nhà ạ. Nào bật cam lên được không? Có mỗi ngày không bật được này. Tay đâu, chưa rồi, em tay thế nào? Rồi. Em, nó, thế, thế Nga chụp ảnh hộ chị nhá. Nga chụp được không? Thôi để em chụp nào cả nhà. Em chụp nào. Một, hai, ba. Ôi không kịp. Em ơi xấu quá. Để Chụp chị lại chụp trên nào, để chị chụp trên thì nào. riêng chiêu chi thì thả tim thế này không cần Thôi. phải. Em tham với, tại vì em tham mà ngáo đấy. Hai, ba. Rồi ạ. Đẹp rồi. Ôi. Chết rồi, của Hòa không được rồi. Xin lỗi cả nhà lần nữa. Nữa ok chụp thở mát. Hai ba rồi ạ, được lần này được ạ, mặc dù em vẫn xấu. Sao nó có gì chuyện Sao từ em giờ đến mãi hôm đúng đó không còn khoảng thôi chục ạ. ngày nữa, mỗi ngày một bức nên là lựa sau cũng được. Đây cái để cho Thanh Minh còn đăng bài. Chào cả nhà nha.
Rồi, chào cả nhà. Bye bye cả nhà nha. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Em đi làm công việc ai chứ đi làm cái thay phòng biểu ngay ngay hôm nay đây.